Quốc Dũng và Jenny xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tin Buổi Sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ. Phần tin buổi sáng của ngày hôm nay gồm có các tin chính sau đây. IMF cảnh báo dân số già nhanh ở châu Á làm chậm phát triển kinh tế. Tây Ban Nha sẽ truy tố lãnh đạo Catalonia vì tổ chức trưng cầu ý dân. Tổng thống Trump đề xuất làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Qatar. Dự luật thay thế chương trình Obamacare sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 9. Khởi công xây dựng cầu qua đảo Kim Cương. Và sau đây là phần mở đầu tin tức thế giới cùng với Sử Nguyên Việt. IMF cảnh báo dân số già nhanh ở châu Á làm chậm phát triển kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 7 tháng 9 cảnh báo một số nước châu Á về tình trạng dân số già đi và lo ngại điều này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng. Các nước có dân số già nhanh nhất ở châu Á bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn và Thái Lan. Giám đốc điều hành IMF bà Christine Lagarde phát biểu tại một hội thảo ở Seoul hôm 7 tháng 9 rằng những nước này sẽ có lực lượng lao động ít hơn trong tương lai và có khả năng là tăng trưởng năng suất cũng thấp đi. IMF ước tính tăng trưởng GDP của những nước này sẽ bị mất đi khoảng 1%. Nghiên cứu mới của IMF cho thấy dân số châu Á đang già nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, với Nhật Bản là nước đi đầu, với 28% dân số ở độ tuổi 65 hoặc hơn nữa. 1/5 dân số Nam Hàn cũng được xác định sẽ đến tuổi 65, chậm nhất là đến năm 2030. Trung Quốc và Nhật Bản hiện là những nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới. Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở những nước này, vì thế cũng sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến toàn cầu, thưa quý vị. Hai con tin người Indonesia trốn thoát khỏi Abu Sayyaf. Hai thuyền viên quốc tịch Indonesia bị phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ trong 10 tháng vừa được binh sĩ Philippines giải cứu trong hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 9. Chuẩn tướng Cristilito Sobejana của quân đội Phi cho biết hai thuyền viên này được phát hiện trên một chiếc xe công cộng tại trạm kiểm soát ở thị trấn Indiana, phía nam của tỉnh Sulu. Tướng Sobejana còn cho biết thêm, có vẻ hai thuyền viên quốc tịch Indonesia đã được nhóm phiến quân Abu Sayyaf trả tự do khoảng 30 phút trước khi binh sĩ Phi phát hiện. Nhưng ông nói rằng không rõ họ có trả tiền chuộc hay không. Hiện sức khỏe của hai thuyền viên đang trong tình trạng suy kiệt và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Quân đội Phi sẽ thẩm vấn họ sau đó. Theo thông tin từ tướng Sobejana, trước đó khi phát hiện và giải cứu hai thuyền viên quốc tịch Indonesia trong cùng ngày 7 tháng 9, quân đội Phi đã đụng độ với khoảng 20 phiến quân Abu Sayyaf ở Talibao thuộc tỉnh Sulu, có 5 tay súng thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương. Nhóm phiến quân này vẫn còn cầm giữ 17 con tin ở tỉnh Sulu, trong đó có 13 người nước ngoài, bao gồm 7 người Việt Nam, 5 người Indonesia và 1 người Hà Lan. Tin Crimea, máy bay Nga phóng tên lửa quanh kích trong cuộc tập trận ở Crimea. Theo Sputnik đưa tin vào ngày 7 tháng 9, người đứng đầu cơ quan thông tin của hạm đội Biển Đen Nga là ông Vyacheslav cho biết lực lượng không quân của hạm đội này cùng với các máy bay của lực lượng không quân quân khu phương Nam và lực lượng phòng không được triển khai ở bán đảo Crimea đã tiến hành các vụ phóng tên lửa và oanh kích trong một cuộc tập trận ở Crimea. Ông Chubachev cho biết hôm nay trong đợt huấn luyện bài chiến thuật của các đơn vị của lực lượng không quân hạm đội Biển Đen, các quân nhân của lực lượng không quân quân khu phương Nam và lực lượng phòng không được triển khai ở Crimea, cũng như các phi công đã hoàn thành trách nhiệm vụ đánh trúng những mục tiêu trên không và trên đất liền thuộc khu vực gần trường bắn Oput. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn với sự tham gia của khoảng 2.000 người, bao gồm các đặc công, nước và lính dù, thưa quý vị. Trung Quốc và Ấn Độ cần rút ra bài học sâu vấn đề về biên giới. Theo Tân Hoa Xã vào ngày 7 tháng 9, khi bình luận về quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng
Điều cần thiết là rút ra các bài học về vụ việc gần đây để gìn giữ hòa bình ở khu vực biên giới hai nước. Ông Vương nói, hai bên cần giải quyết thỏa đáng những bất đồng mà vấn đề dựa trên nền tảng 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Theo Ngoại trưởng Vương, hai bên cần thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo Bắc Kinh và New Delhi đạt được, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, ông Vương nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường tin cậy lẫn nhau và coi nhau như những cơ hội phát triển và đối tác, chứ không phải là đối thủ và mối đe dọa. Ấn Độ và Trung Quốc mới đây đã chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng ở khu vực biên giới Doklam, nảy sinh từ hồi tháng 6 và đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ song phương. Tin bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc quyết tâm triển khai Thaad bất chấp phản đối của Trung Quốc. Theo Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 9 cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ mọi khả năng leo thang trả đũa của Trung Quốc đối với nước này do việc triển khai bổ sung các bệ phóng tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc lắp đặt Thaad, cho rằng nó sẽ làm phương hại tới lợi ích an ninh chiến lược của nước này. Bắc Kinh đã có những bước trả đũa nhằm vào các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon vào ngày 7 tháng 9 cho biết việc triển khai Thaad là một quyết định khó khăn, song chắc chắn phải thực thi nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, thưa quý vị. Nhật Bản và Nga nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên. Nhật Bản và Nga đã nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe đưa ra thông báo trên trong một tuyên bố chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp song phương bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 3, IAEF, tại thành phố Vladivostok của Nga vào ngày 7 tháng 9. Ông Abe đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa từ Triều Tiên là vấn đề nghiêm trọng và đòi hỏi phải có phản ứng khẩn cấp. Theo ông, đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, cũng như đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảnh báo Triều Tiên nếu tiếp tục đi theo con đường hiện nay thì nước này sẽ không có tương lai tươi sáng và khẳng định cần ép buộc Bình Nhưỡng thay đổi chính sách của mình. Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào cuối tháng trước. Ông cũng tái khẳng định căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cần phải được giải quyết chỉ bằng con đường chính trị, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng này đã gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Tin Syria, Israel không kích các mục tiêu tình nghi trên lãnh thổ Syria. Quân đội Syria thông báo các máy bay chiến đấu Israel vào sáng 7 tháng 9 đã tấn công một cơ sở của quân đội Syria gần thị trấn Masyaf thuộc tỉnh Hama, khiến hai người thiệt mạng và gây thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, quân đội Syria cũng cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của hành động gây trên đối với an ninh và ổn định trong khu vực. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, gọi tắt là SOHR, các vụ không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu khoa học vốn bị cáo buộc là nơi sản xuất vũ khí hóa học và một doanh trại từng là địa điểm tập kết các tên lửa đối đất đối của quân đội Syria. Đây cũng là nơi được cho có sự hiện diện của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban. Hiện phía Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Tuy nhiên, các quan chức Israel từng thừa nhận quân đội nước này đã nhiều lần không kích các mục tiêu quân sự của Syria nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí cho Hezbollah, thưa quý vị. Tây Ban Nha sẽ truy tố lãnh đạo Catalonia vì tổ chức trưng cầu ý dân. Tổng công tố Tây Ban Nha là José Manuel Maza vào ngày 7 tháng 9 cho biết các lãnh đạo vùng Catalonia sẽ bị truy tố vì kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào khoảng tháng 10 tới. Phát biểu trước báo giới, ông Maza nhấn mạnh, các cáo buộc hình sự đang được chuẩn bị đối với các nhà lãnh đạo của cơ quan lập pháp Catalonia và các quan chức chính quyền vùng này, những người đang chuẩn bị ra sắc lệnh về trưng cầu ý dân. Tổng công tố Tây Ban Nha cho biết thêm rằng, các công tố viên vùng Catalonia với sự hỗ trợ của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha và Cảnh sát vùng Catalonia đã được lệnh điều tra một hành động tổ chức bỏ phiếu có thể truy tố về tội danh chống đối cấp trên, thoái thác trách nhiệm và sử dụng công quỹ sai mục đích. Toàn bộ sở giấy tờ hoặc phương tiện chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp này sẽ bị thu giữ. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định các lãnh đạo của vùng Catalonia đã phạm tội chống đối, không thể tha thứ được khi phê chuẩn dự luật tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 1 tháng 10 tới về việc đơn phương tách ra khỏi Tây Ban Nha. Tin Úc Châu, tòa án tối cao của Úc cho phép biểu quyết về hôn nhân đồng tính. Tòa án tối cao của Úc đã ra phán quyết đồng ý để công dân này bày tỏ quan điểm của mình
ủng hộ hay phản đối hôn nhân đồng tính trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc qua đường bưu điện. Tòa tối cao bác bỏ hai thách thức pháp lý riêng rẽ phản đối cuộc bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính sau 2 ngày nghị án, nhưng không đưa ra bất kỳ ý kiến bằng văn bản nào. Quyết định của tòa án tối cao có nghĩa là chính phủ có thể tiến hành cuộc biểu quyết và bắt đầu gửi phiếu bầu vào tuần tới. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 11. Nếu đạt đa số phiếu thuận, các nhà lập pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu dự luật này trong tháng 12. Những người binh vực quyền của giới đồng tính tuần hành đến tòa án ở thành phố Melbourne để đòi hủy bỏ kế hoạch này vì lo ngại cuộc biểu quyết có thể kích động bạo lực chống người đồng tính. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vốn ủng hộ hôn nhân đồng tính, ca ngợi quyết định của tòa tại Quốc hội hôm thứ Năm 7 tháng 9, thưa quý vị. Biểu tình chống tên lửa Hoa Kỳ, hàng chục người bị thương. Sáng sớm vào ngày 7 tháng 9, Hoa Kỳ và Hàn Quốc triển khai thêm 4 vệ tinh phóng thuộc bệ phóng phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối. Theo Reuters, nguồn 4 bệ phóng được triển khai tại một căn cứ mới của Hoa Kỳ thuộc thị trấn Songjeju, tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía nam. Đây cũng là địa điểm Hoa Kỳ đã triển khai hệ thống bệ phóng TAS hồi tháng 5 dưới thời của Tổng thống Park Geun-hye. Mỗi hệ thống TAS gồm 6 bệ phóng có khả năng bắn tới 48 tên lửa đánh chặn. Thỏa thuận được Hoa Kỳ và Hàn Quốc thống nhất hơn một năm trước. 4 bệ phóng còn lại đã được Hoa Kỳ đưa đến Hàn Quốc từ nhiều tháng trước, nhưng phải sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Triều Tiên vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới ra quyết định triển khai. Hàn Quốc đã triển khai hàng ngàn cảnh sát chống bạo động từ đêm 6 tháng 9. Khoảng 400 người dân phong tỏa tuyến đường dẫn tới địa điểm triển khai. Bên cạnh lo ngại ảnh hưởng của môi trường, người dân Cheongsong lo sự xuất hiện của hệ thống TAS sẽ khiến Jeonju trở thành mục tiêu tấn công của Triều Tiên. Xung đột khiến 38 người đã bị thương, trong đó có 6 cảnh sát. Tin liên quan đến Nga, Pháp và Đức lên án cuộc tập trận Zapad 2017 của Nga tại biên giới Egypt. Theo AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vào ngày 7 tháng 9 đã lên án cuộc tập trận quân sự lớn sắp diễn ra của Nga tại khu vực biên giới của Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cho rằng đây là một chiến lược đe dọa có toàn tính. Cuộc tập trận Zapad 2017 mà Nga sẽ tiến hành từ tuần tới tại Belarus và vùng Kaliningrad thuộc miền Tây của Nga đã gây lo ngại tại các nước vùng Baltic và Ba Lan, cũng như gây nên sự chỉ trích từ Hoa Kỳ và NATO về sự thiếu minh bạch của Moscow. Phát biểu tại hội nghị các ngoại trưởng EU tại Tallinn, bà Parly nói rằng rõ ràng là Moscow đang theo đuổi một chiến lược có toàn tính, có chủ ý nhằm biểu dương sức mạnh quân sự của mình. Bà Parly nêu rõ, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay là chúng tôi tái khẳng định sự hiện diện của chúng tôi nhằm đối phó với cuộc biểu dương và diễn tập mà Nga đang tiến hành, vốn là một chiến lược đe dọa. Chúng tôi không cần phải lẩn tránh sự thật đó. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhấn mạnh, không thể nghi ngờ rằng chúng tôi nhận ra khả năng và sức mạnh của Nga. Bất cứ ai hoài nghi điều đó, chỉ cần nhìn vào những con số rất lớn, các lực lượng tham gia cuộc tập trận Zapad hơn 100.000 người, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.